Borobudur, kỳ quan Phật giáo lớn nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết. Borobudur không chỉ là một kỳ quan đáng ngưỡng mộ của Indonesia mà còn là công trình nghệ thuật kiến trúc vĩ đại nhất, giá trị nhất của thế giới Phật giáo và của cả nhân loại. Nằm ở miền trung đảo Java của Indonesia, Borobudur là một ngôi đền tháp Phật giáo khổng lồ nổi lên đột ngột giữa vùng lòng chảo, xung quanh là rừng rậm. Borobudur là một công trình đáng chú ý cả về kỹ thuật xây dựng lẫn thiết kế. Ngôi đền được xây dựng mà không sử dụng xi măng hay vữa, cấu trúc của ngôi đền giống như một tập hợp các khối Lego khổng lồ chồng vào nhau được giữ lại với nhau mà không cần chất kết dính. Ngôi đền gồm 9 tầng, tổng chiều cao 42 mét, tương đương chiều cao của một tòa nhà 13 tầng hiện đại và được xây dựng trên một ngọn đồi cao 265 mét. Nơi đây sở hữu hơn 2.700 tấm tranh khắc và 504 tượng Phật, các tầng trên cùng có 72 vị Phật khác nhau, mỗi vị trí được đặt trong một túp lều hình chuông nhỏ làm cho nơi đây trở nên lung linh bí ẩn. Thoạt nhìn từ mặt đất, Borobudur trông giống như một pháo đài hơn là một ngôi đền chùa. Xa xa lại tựa như một kim tự tháp bậc thang bằng đá khổng lồ, hùng vĩ. Theo tính toán của các nhà khảo cổ thì công trình vĩ đại này phải mất 100 năm để xây dựng hoàn thành. Tuy nhiên thì cách thức xây dựng và làm sao để người cổ xưa có thể đục đẽo và lắp ghép được các khối đá hoàn hảo đến như vậy, vẫn đang là một bài toán nan giải, khiến các kiến trúc sư và các nhà khoa học phải đau đầu.